Xin chào tất cả các em học sinh. Rất vui khi được gặp lại các em. Hôm nay thầy sẽ tiếp tục giúp các em ôn tập giữa học kỳ 1 môn toán lớp 10. Gồm có là chương 1, chương 2 của phần đại số và chương 1 của phần hình. Chúng ta cùng nhau đến với đề 6. Các em xem đề trước nhé. Phần A là phần tự luận, gồm có 5 câu. Tiếp theo là phần B là trắc nghiệm. Các em nên suy nghĩ làm trước nhé. Rồi chúng ta quay lại đề số 6. Rồi bắt đầu ở câu số 1. Nếu tam giác ABC vuông tại A thì tam giác có trung tuyến AM bằng 1/2 BC. Hãy phát biểu mệnh đề dưới dạng điều kiện đủ. Câu số 1. Đây là mệnh đề có dạng nếu thì nhé. Nếu thì BCDE. Thế BCDE thì thằng nào là đủ? Thì B là đủ ha, đủ. Có nghĩa là một mình B là đủ để CDE rồi ha. Còn Q thì chưa chắc đủ để CDB, mà Q mới là cần thôi nha. Vậy câu nhớ mình nhớ là đủ CD cần nha. Đủ trước cần sau. Được không? Đủ trước cần sau. Bây giờ phát biểu điều kiện đủ thì P là điều kiện đủ để có Q. Được không? Còn phát biểu điều kiện còn là gì? Q là điều kiện còn để có P. P, mệnh đề P là gì? Tam giác ABC vuông tại A. À, giờ phát biểu là tam giác ABC vuông tại A là điều kiện đủ để cái gì? Để tam giác đó ha, để tam giác đó có trung tuyến AM và một nửa BC. Trong tam giác vuông, đường trung tuyến ống với cạnh huyền thì bằng nửa cạnh đó. Được không? P là đủ và Q là cần nhé. Ổn chưa? Câu số 2. Viết là tập hợp bằng cách chỉ ra một tính chất đặc trưng cho các phần tử thuộc tập hợp đó, 1, 3, 5, 7. Thì rõ ràng cái này dễ quá rồi. Cái này là gì? Tập hợp số gì? Số tự nhiên lẻ ha, 1, 3, 5, 7 nhé. Câu 2. N bằng tập hợp N thuộc N sao? Được không? Tự nhiên khác không? Sao cho N là số tự nhiên lẻ. Số lẻ là 1, 3, 5, 7, 9, 11. Nhưng mà ở đây nó chỉ giới hạn là 1, 3, 5, 7 thôi. Và N bắt buộc phải bé hơn hoặc bằng 7. Được không? Số lẻ mà bé bằng 7 là 1, 3,
5, 7, 4 phần tử. Được không? Câu số 3. Tính và biểu diễn trên trục số các tập hợp sau. Tính trước nha, sau đó biểu diễn trục số. Âm vô cùng đến 3 hợp với 2 đến dương vô cùng. Câu 3. Đây. Âm vô cùng đến 3. Được không? Âm vô cùng đến 3 là chỗ này. Hợp với gì? 2 đến dương vô cùng. Được không? Biểu diễn trên tính hợp là chúng ta sẽ lấy gì? Lấy hết nha. Trắng cũng lấy, một gạch cũng lấy ha. Âm vô cùng đến 3 hợp với 2 đến dương vô cùng. Trắng cũng lấy và một gạch cũng lấy nhé, thì sẽ bằng âm vô cùng đến dương vô cùng. Được không? Trắng cũng lấy, một gạch cũng lấy. Ổn không? Âm vô cùng đến dương vô cùng thì biểu diễn lại như thế này. Âm vô cùng, dương vô cùng. Được không? Tính xong là biểu diễn trục số nè. Tiếp theo là đến câu B. Câu B là gì? R hiệu 05 giao 34. R hiệu 05 giao 34. R hiệu tập 05 em đi giao với 34 bằng 05 giao 34. Tính thì tính ở trong ngoặc trước nhé. 05 bỏ phần này đi. Được không? 34 bỏ phần này đi. Khi gieo thì chúng ta chỉ lấy gì thôi, lấy phần trắng thôi. Như vậy từ 3 đến 4 ha. R hiệu đi cho 34. Được không? R hiệu đi 34 là phần bù, là âm vô cùng đến 3 hợp với 4 đến dương vô cùng. Được không? Sau đó chúng ta sẽ biểu diễn nó trên trục số nhé. Âm vô cùng đến 3 hợp với 4 đến dương vô cùng. Cái này là nháp nhé, đây là nháp. Được không? Cái này cũng là nháp luôn. Cái này là chính thức nè. Bây giờ cái này chính thức nè. Âm vô cùng. Âm vô cùng đến 3. 4 đến dương vô cùng. Bỏ phần giữa này đi. Được không? Âm vô cùng đến 3. 4 đến dương vô cùng. Ổn không? Rồi xong nhé. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số y bằng. Thầy sẽ làm đầy đủ nhé. Khảo sát sự biến thiên là làm đầy đủ ha. Có giáo viên sẽ làm bỏ bớt một số bước ha. Còn thầy sẽ làm đầy đủ. Tại vì chúng ta học với nhiều giáo viên khác nhau ha. Thì chúng ta sẽ làm đầy đủ. Y bằng x bình trừ 2x trừ 3. Được không? X bình trừ 2x trừ 3. Đưa lên đây. Đầu tiên nó sẽ làm gì trước? Tập xác. Xác định. Tập xác định thì là D bằng. D bằng gì? R. Tập xác định D bằng R. Tiếp theo là gì? Trục đối xứng. X bằng trừ B chia 2A. Trừ B chia 2A là 1. Tiếp theo là gì? Tọa độ đỉnh nha, tọa độ đỉnh. Đỉnh Y sẽ có tọa độ là x bằng 1 thay vô. Được không? X bằng 1 thay vô thì Y bằng mấy? Trừ B chia 2A, trừ delta chia 4A. Nhưng mà thường chúng ta sẽ thay vô. X bằng 1 thì Y sẽ bằng âm 4. Được không? Sau khi có tập xác định nè, trục đối xứng, tọa đỉnh nè. Tiếp theo là tới gì? Sự biến thiên, bề lõm ha. Thế là vì A bằng mấy? A bằng 1 lớn hơn? Lớn không? Nên. Nên gì? Lớn không nên bề lõm hướng lên trên. Được không? A bằng 1 lớn không nên bề lõm hướng lên trên. Hướng trên như thế này nè. Đấy, A dương thì đồ thị như thế này. Bề lõm hướng lên trên. Như vậy nó sẽ nghịch trước và đồng sau.
nha. Hàm số nghịch biến trên đi xuống là nghịch biến nhé. Nghịch biến trên gì? Âm vô cùng đến một, và hàm số đồng biến trên 1 đến dương vô cùng. Số 1 là chỗ này nè. Đồng biến lên là đồng biến, đi xuống là nghịch biến. Đó, bề lõm hướng lên trên. Rồi tiếp theo là tới gì? Bảng biến thiên. Bảng biến thiên là đại diện cho đồ thị nhé. Bảng biến thiên như thế này thì đồ thị y hệt vậy ha. X, A, âm vô cùng, dương vô cùng, 1. 1 đi xuống, đi lên. Trên cao là dương vô cùng, dương vô cùng, 1 thì ra âm 4. Được không? Muốn mà đầy đủ hơn nữa, ở đây chúng ta có thể kết luận là gì? Giá trị gì? Giá trị nhỏ nhất ha. Rồi kết luận luôn nhé. Mà cô giáo hay là thầy giáo gì đó trên mẹ yêu cầu dạy các bạn, mà yêu cầu là không cần làm bước nào thì bạn khỏi cần làm cũng được ha. Còn làm đầy đủ là tốt nhất ha. À, chỗ này cũng có thể kết luận thêm một dòng này. Giá trị hàm số đây đạt giá trị nhỏ nhất y bằng âm 4, nhỏ nhất là y bằng âm 4 nhé, tại x bằng 1. Đây, cái này có thể có hoặc không, cái đây không có thể có hoặc không, đây không có thể có hoặc không. À, thường là giáo viên trong đây là đầy đủ trong sách giáo khoa. Rồi tiếp theo là bảng giá, giá trị. Bảng giá trị của chúng ta thì lấy 5 điểm hoặc 3 điểm đều được nhé. Giờ thầy lấy 3 thôi nha. X, Y. 1 với âm 4 là nó cân ở giữa. Lớn hơn 1 một chút là 2. Nhỏ hơn 1 một chút là 0. Và khi chúng ta lấy mà lấy cân đối thì hai cái số này sẽ giống nhau. 0 thay vô ra trừ 3. 2 thay vô thì ra trừ 3 luôn. Thế là vẽ thôi. Vẽ là bước cuối cùng. O, X, Y, O, X, Y nhé. Bắt đầu lấy số nè. 0, 1, 2 đúng không? Cứ một chấm là một đơn vị nhé. Rồi, 1 âm 4, 0 âm 3 chứ cũng được, 0 âm 3. Rồi, 1 âm 4. Rồi, 2 âm 3. Được không? Âm 1, âm 2, âm 3, âm 4, âm 5. Âm 1, 1, 2, 3, 4. Được không? Rồi ghi tên đồ thị nữa là xong ha. Y bằng x bình trừ 2x trừ 3. Xong. Như vậy thầy vừa giúp cho bạn xong câu 4. Tiếp theo tôi sẽ đến nội dung câu 5 nhé. Cho hình bình hành. Cho hình bình hành MNPQ tam ô. M, N, P, Q.
MNPQ nhé. Tamo, được không? MNPQ tamo. Chứng minh cái đẳng thức. Ghi ra nhé. MN cộng 2 PO. À, xin lỗi, MN cộng 2 PO cộng MQ bằng vector 0. Rồi vector thì cố gắng suy nghĩ tự làm nhé. Vector mà xem người khác giải xong rồi thì làm lại nó cũng hơi khó nghe. Vector là cố gắng tự làm không? Rồi quan sát chúng ta thấy có vết trái này. Vết trái bằng MN cộng MQ. MN mà cộng MQ thì sử dụng quy tắc bình hành để sẽ ra MP. Được không? Cộng 2 PO, 2 lần PO thì sẽ ra PM. Đúng không? MP cộng PM bằng vector. Vector 0 bằng vế phải. Vậy chính là điều phải chứng minh. Khá nhanh chóng nhé. MN cộng MQ trước, 2 PO là PM ha. Đừng nghĩ nó khó nhé, đừng nghĩ nó khó. Rồi xong. Tiếp theo tôi sẽ đến phần trắc nghiệm. Cho tập hợp A, B. Tìm tập hợp A hiệu B, thuộc A mà không thuộc B nhé. Số 2 không được nè, số 4 không được nè, 69 được, câu C. Trong các mệnh đề sau, tìm mệnh đề sai. Tìm câu sai nha. Tìm câu sai. Câu này gần như các bạn là không làm được ha, gần như không làm được. Tìm câu sai. Với mọi n thuộc n, n bé hơn hoặc bằng 2n. Câu này đúng nhé. Tại vì n là số tự nhiên mà. 0 thì biến bằng 2 nhân 0, 1 biến bằng 2 nhân 1. Rồi làm kỹ vô này cho bạn. Với mọi luôn ha, với mọi n thuộc n là n bắt đầu bằng 0 nè. Khi n bằng 0 á thì chúng ta sẽ có 0 biến bằng 2 nhân 0. Điều này đúng nè. Được không? Tiếp theo là n lớn hơn hoặc bằng 1. Khi n lớn hơn hoặc bằng 1 thì chúng ta có quyền chia số dương ha, chia hai vế cho n. Tương đương 1 sẽ biến bằng 2. Đúng luôn nè. Như vậy câu A là đúng nhé. Câu B, tồn tại n thuộc n sẽ cho n bình bằng n. Này dễ quá, 0 bằng 0 ha. Tồn tại x thuộc r sẽ cho x lớn hơn x bình ha. Nhiều bạn sẽ chọn câu này là câu sai. Rất nhiều bạn chọn câu này câu sai nhé. Tồn tại x thuộc r x lớn hơn x bình thì chúng ta sẽ có là gì? 1 phần 2 sẽ lớn hơn 1 phần 2 tất cả bình. Được không? 1 phần 2 lớn hơn 1 phần 4 tồn tại thôi mà, câu C đúng. Như vậy đáp án là câu D. Thế câu D sai chỗ nào? Câu D nhìn có vẻ rất đúng. Với một x thuộc r, x bình lớn không? X bình lớn không đúng quá chứ hả? Sai chỗ nào? Sai chỗ này. X bình nó phải sao? Lớn hơn hoặc bằng không? Có bằng nhé. X bình vẫn bằng không. Rồi câu số 3. Mệnh đề tồn tại x thuộc r, x bình bằng 3 khẳng định rằng tồn tại là gì? Có hả? Có ít nhất một số thật. Có ít nhất một số thật mẹ bình phương của nó bạn bằng 3. Được không? Tồn tại là có ít nhất. Câu F, tìm y giao F. Y giao F là lấy phần chung trừ 1 đến 5. Nếu bạn rành rồi đến giai đoạn này bạn có thể hình dung trong đầu cũng được. Lấy phần chung là từ 2 đến 5. Còn nếu chúng ta không rành thì chúng ta làm gì? Vẽ trục số ra nghe. Vẽ ra như thế này nè. Câu E đúng không? Câu 4. Trừ 1 đến 5. Bỏ phần này đi. Giao thì lấy phần trắng thôi nhé. Trừ 1 đến 5. 2 đến 7. Giao thì chỉ lấy phần trắng thôi là 2 đến 5. Câu số 5 cho tập hợp X. Tập hợp X được ví dưới dạng liệt kê. Liệt kê. Liệt kê là viết sao ta?
Liệt kê là viết ra đúng không? Ví dụ n là bắt đầu từ 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Đây vẫn là câu C. Câu 6, tìm m để a giao b bằng rỗng. Rỗng có nghĩa là nó không có phần, phần chung ha. Câu 6. Tập nào có rồi thì vẽ ra trước nhé. Tập B thì mình sẽ vẽ ra trước. 2 đến dương vô cùng, bỏ phần này đi. Được không? 2 đến dương vô cùng, bỏ phần này đi. Tập A là âm vô cùng đến m trừ. Đó tập A. Âm vô cùng đến m trừ 1. Như vậy, m trừ 1 nằm đâu để giao nhau bằng rỗng? Không có phần chung. Đây. M trừ 1 nằm đây được nhé. Nằm ngay chỗ này cũng được luôn. Nhưng mà nằm bên này thì không. Không được. Đúng không? Nằm bên này là có phần chung rồi. Như vậy m trừ 1 này phải sao? Nhỏ hơn. Vẫn bằng 2 được nhé. M trừ 1 bằng 2 thì giao nhau bằng rỗng thôi. Tương đương với m bé hơn bằng 3. M bé hơn bằng 3 đáp án là câu B. Mệnh đề nào sau đây có mệnh đề đảo đúng? Người ta yêu cầu là mệnh đề đảo nhé. Mệnh đề đảo là đảo ngược á. A bình trừ A bình bằng B bình suy ra A bằng B. Đúng không? Cái này không đúng nhé. A bình bằng B bình thì phải suy ra gì? A bằng cộng trừ B. Câu A là không đúng nhé. Nếu một phương trình bậc 2 có delta biến không thì phương trình đó vô nghiệm. Được không? Thì mình đề đảo là gì? Nếu một phương trình bậc 2 vô nghiệm thì delta biến không. Như vậy câu B là câu đúng. Ổn không? Mình đề đảo là nếu một phương trình bậc 2 vô nghiệm thì phương trình đó có delta biến không. Nghe. Câu 6. Nếu một số chia hết cho 6 thì nó cũng chia cho 3. Mình đề đảo lại là nếu một số chia hết cho 3 thì chia hết cho 6. Câu này sai nhé. Vì số 9 chia 3 nhưng đâu chia 6 đâu. Đang nói mình đề đảo nhé. Nếu hai góc đối đỉnh thì bằng nhau. Mình đề đảo lại là gì? Nếu hai góc bằng nhau thì đối đỉnh. Bằng nhau thì chưa chắc đối đỉnh nhé. Có nhiều tình huống bằng nhau. Được không? Như vậy mình đề đảo đúng là câu B. Tập hợp nào sau đây có đúng một tập con? Chỉ có tập rỗng là chỉ có một tập con là rỗng thôi. Số tập con gồm hai phần tử của Y là liệt kê ra nhé. AB, AC, AD. A rồi nhé, giờ tới B nhé. B đừng có quay lại A nhé. BA có rồi nè. BC, BD. Tiếp theo tới C, CD. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tập con ha. Được không? PQ kết quả nào không đúng? Không đúng nhé, đang lừa cái chỗ không đúng. Không đúng. Như vậy chúng ta cần phải vẽ nó ra. P trừ 3 đến 5. Bỏ phần này đi. Quy là 2 đến dương vô cùng. Bỏ phần bên này đi. B giao quy. B giao quy lấy phần chung là từ 2 đến 5 đúng không nè. B hiệu quy thuộc B mà không thuộc quy. Trừ 3 đến 2. Trừ 3 đến đúng nhưng mà phủ định của thằng này lại là phải tròn. Con này không đúng nè. B hiệu quy là con này mới đúng. Được không? Như vậy có B sai rồi thì thôi. Câu số 11. Như vậy bây giờ chúng ta sẽ đến những cái đề trắc nghiệm mà nó có gì? À, nó có chương 2. Và có hàm số. Nghe, có hàm số rồi. Mừng rồi đúng không? Giống cấu trúc thi chúng ta rồi. Trục đối xứng là đường thẳng các phương trình. X bằng gì? Trừ B chia 2A. Trừ 5 chia cho 2 nhân âm 1. Bằng 5 phần 2. Fx là hàm số bậc nhất khi. Thằng này là hàm số bậc nhất khi A khác. A khác 0. Được không? Là hàm số bậc nhất khi A khác 0. Ổn không?
là m trừ 1 khác không? M khác 1. Điểm nào sau đây thuộc đồ thị? Một điểm mà muốn thuộc đồ thị thì thay vô nó phải thỏa mãn nha. 0 x bằng 0. X bằng 0 thay vô. X bằng 0 thay vô là trừ 2. Chia 0. Ở cái này không được. 2 2 1 x bằng 2 chia 2 trừ 2 chia cho 0, cái này cũng không được luôn. X bằng 2 thay vô. 2 trừ 2 là 0. 2 nhân 2 trừ 1. 0 chia cho một cái số thì bằng 0. 2 0. Đáp án đúng là câu C. Hệ số gốc của đồ thị hàm số. Hệ số gốc là A nhé. B 2018. Đó, hệ số gốc là số đứng trước ít đó. Hàm số. Tính chẵn lẻ của hàm số. Các bạn nhớ giúp thầy hàm số chẵn khi nào và hàm số lẻ khi nào. Hàm số chẵn khi nào f trừ x bằng fx. Thằng này là chẵn nhé. Còn f trừ x mà bằng trừ fx thì thằng này là lẻ. Các tình huống còn lại là không chẵn không lẻ nhé, chứ không có hàm số nào là vừa chẵn vừa lẻ đâu nha. Nhiều khi không nói bạn cứ vừa chẵn vừa lẻ. F trừ x có nghĩa là chỗ nào có chữ x chúng ta thay bằng chữ trừ x ha. Cứ chỗ nào có chữ x thay bằng chữ trừ x thôi. Bằng chẵn thì kết quả nó sẽ dương. Chẵn kết quả dương, dấu trừ trước ghi lại. Chứ nhiều bạn kêu chẳng kết quả dương ở đây thành dấu cộng luôn là không được nghe. Bằng đây chính là bằng f, fx luôn. F trừ x bằng fx thì hàm số chẳng. Tập xác định. Tập xác định thì chúng ta nhớ ba cái điều chúng ta cần nhớ thôi. Thứ nhất là gì? Căn A xác định khi A lớn bằng 0, đúng không? Một phần A xác định khi A khác 0. Và một phần căn A xác định khi A lớn 0. Trong tình huống này có mẫu thì mẫu khác 0. X bình trừ 4X khác 0. X bình trừ 4X khác 0. Tương đương. Mốt 53 giúp thầy nhé. Khác là vàng nha. X khác 0 và X khác 4. Bây giờ ghi làm sao? Có nghĩa là ghi là D bằng R. Bỏ đi những cái số không cần thiết là 0 và 4. Rồi lấy tất cả bỏ đi 0, 4. Nhân tập hợp có hai phần tử 0, 4 là viết như thế này nhé. Còn cái này đoạn 0, 4 là lớn hơn bằng 0, 4. Tập hợp này có vô số phần tử luôn. Nha. Câu 17. Cho hàm số khẳng định nào sau đây đúng? Bây giờ xem tụi nó chẵn hay nó lẻ đã. Muốn biết chẵn hay lẻ chúng ta làm gì? Tính gì? F trừ x rồi so sánh với f. Fx ha. F trừ x bằng trừ x tất cả bình trừ cho trị đối của trừ x. Bình phương lên thì mất dấu trừ. Được không? Dấu trừ ghi lại. Nhiều bạn sẽ hỏi là phá trị như thế nào. Nhưng mà khi chúng ta phá trị làm sao so sánh được với fx, hiểu không? Phải giữ trị nhé. Trị đối nó cũng sẽ mất dấu trừ nha. Trị đối là kết quả dương mà, nó cũng sẽ mất dấu trừ. Được không? Trị tuyệt đối của trừ a. Nhớ cái này giùm thầy, bằng trị đối a. Đó, như vậy nó bằng luôn gì? Bằng fx. Nhưng mà nó là hàm số chẵn. Được không? Nhớ giùm thầy luôn, hàm số chẵn thì đối xứng qua quay nha. Hàm số chẵn thì đối xứng qua trục tung, còn hàm số lẻ thì đối xứng qua góc. Thằng này nó bảo đối xứng qua trục hoành là không đúng rồi. Tập xác định của hàm số xem mình nó có căn hay không thôi, rồi gì nữa xem mình nó có mẫu hay không thôi. Căn x cộng 1 thì x cộng 1 này phải sao lớn hơn hoặc bằng 0, mẫu thì mẫu phải khác không. Như vậy thầy sẽ có hai điều kiện nè. X cộng 1 lớn hơn bằng 0, mẫu khác không. Được không? Tương đương. X lớn bằng âm 1. X khác 0. Rồi bây giờ viết lại viết sao? Như bạn biết học tập hợp ở chương số 1 rồi. Nhưng mà giờ viết lại không biết được đâu. Đó là vấn đề. D bằng. Lớn bằng trừ 1. Có nghĩa là trừ 1 đến dương vô cùng. Bé ăn dương vô cùng. Bỏ đi số. Số 0. Bỏ đi là hiệu nhé. Được không?
Bỏ đi là hiệu. Trừ 1 đến dương vô cùng, bỏ đi số 0. D nè. Trừ 1 đến dương vô cùng, bỏ đi số 0. Câu B. Rồi hôm nay có vị chúng ta kết thúc sớm nè. Tới 19 rồi. Cho hàm số bậc 2 xác định bởi công thức định trừ b chia 2a trừ delta chia 4a trừ b chia 2a trừ delta chia 4a. Đáp án là câu câu A. Khẳng định nào sau đây sai? Trục đối xứng là x bằng trừ b chia 2a đúng. Đồ thị luôn các trục hoàn toàn điểm phân biệt, cái này không có nói, không có biết à. Đồng biến, tại vì khi a mà lớn không á, a lớn không thì bề lớn sao? Tương tự trong đầu được không? A lớn không thì nó quay như thế này nè, được không? Quay như thế này, cho nên nó sẽ nghịch biến trước nha, nó nghịch biến từ âm vô cùng đến trừ b chia a, đồng biến từ trừ b chia a dương vô cùng, còn các trục hoàn tại hai điểm phân biệt thì hên xui. Phát biểu nào sau đây là đúng? Hai vectơ không bằng nhau thì có độ dài không bằng nhau. Hai vectơ không bằng nhau thì có độ dài không bằng nhau. Các bạn câu này đúng, chọn luôn. À, chọn vô một phát sai luôn à. Ví dụ hai vector này không bằng nhau nè, vector A vector B, nhưng mà chắc gì độ dài của nó không bằng nhau, chỉ cần cho độ dài bằng nhau là được. Hiệu của hai vector có độ dài bằng nhau là vector 0, hiệu của hai này sau ra không được. Tổng của hai vector khác vector 0 là một vector khác vector 0 à, câu này chưa chắc à. Ví dụ A mà cộng cho trừ A thì lại ra vector 0 ngay. Hai vector cùng phương với một vector khác vector 0 thì hai vector đó cùng phương với nhau. Câu này đúng. Được không? Tiếp theo là câu 22. À, tọa độ của U 3 cộng 2B trừ 4C. Như vậy thầy cộng phải tính cái gì? 3 nhé. 3 là gấp 3 lên. 0, 3, 2B, 2B là gấp 2 lên, trừ 2, 4, trừ 4C là nhân với 24, 12, 8, sau đó cộng hết mấy này lại ha, lấy dấu trừ hết rồi, dấu trừ lấy hết rồi sau cộng lại thì ra 10, cộng lại thì ra 15, 10, 15, câu C. Câu 23. Điều kiện nào dưới đây là điều kiện cần và nghĩa là O là trung điểm AB thì ta có sẽ có vectơ A cộng vectơ B bằng vectơ 0. Tọa độ trung điểm M của đoạn thẳng AB, trung điểm là trung bình cộng nhé, cộng là chia đôi. 4 trừ 2 2 2 chia đôi 1 1 2. Cho 4 điểm ABCD, khẳng định nào sau đây đúng? ABCD là hình gì đó. Rồi chưa biết ha. Muốn biết nó là hình gì thì chúng ta làm sao? À, vẽ nó ra. O, X, Y. Điểm A có tọa độ là 1, 2. Điểm B có tọa độ là trừ 1, 3. Điểm C có tọa độ là trừ 2, trừ 1. Điểm D có tọa độ là 0, trừ 2. Đấy, hình này là hình gì? Theo tiên đoán sơ bộ thì hình này sẽ là hình hình bình hành chứ không còn hình nào nữa. Đúng không? Hình bình hành. Cho 3 điểm phân biệt, đẳng thức nào sau đây sai? Soi từ câu A nhé. BA trừ CA. BA trừ CA thì thành là gì? BA cộng với
cứ làm từ từ thôi nghe. BA cộng với AC, được không? Trừ CA là cộng AC, A giống nhau là B, BC. Ủa, mới vô câu A làm sao rồi? Làm sao rồi? Đấy, mới vô câu này sao rồi thì khỏi làm câu BCD chỉ cho mệt ha. Tiếp theo tới câu 27. Nếu tứ giác ABCD, cho tứ giác ABCD vector AB bằng vector DC thì ABCD là hình gì? Tìm đáp án đúng. Tất nhiên nó sẽ là hình bình hành. Tại sao? Khi hai vector bằng nhau thì chúng sẽ cùng. Cùng gì? Cùng phương, là AB sẽ song song với DC. Sau đó nó sẽ bằng nhau nữa. À, nếu tứ giác có một cặp cạnh vừa song song vừa bằng nhau thì tứ giác đó là hình bình hành. Tiếp theo là cho hình bình hành ABCD tam mô. Khẳng định là số đây sai. Hy vọng là câu A là sai nữa thì chúng ta khỏi làm ha. 28 nhé, vẽ hình bình hành ra. ABCD tam mô AO cộng BO bằng BC. AO cộng PO bằng PC. Thế mới vô câu A thì không liên quan gì ta. AO cộng với PO không liên quan gì, chọn nó luôn nghe. À, nó giỡn á, cho không chưa biết ha. Tính này chứ, đúng không? AO cộng PO không liên quan thì giờ cố gắng cho liên quan nè. AO thì bằng OC, được không? OC cộng PO ghi lại. Để dùng quy tắc nối đuôi ghi PO trước, OC ghi ra sau. PO cộng OC thì ra BC. Đấy, coi như câu A đúng nè. Nhìn vô câu A tưởng sai, nên chọn câu A rồi. Nhưng mà thực tế nó không phải như vậy. Đời không như là mơ ha. AO cộng DA, A chung, ghi DA ra trước. DA cộng AO thì ra DO. DO là vector này. Mà DO thì bằng OB, câu B vẫn đúng ha. Tiếp theo là AO trừ BO là AO. Đang làm câu C nhé, đang làm câu C nhé. Trừ cho BO. Trừ cho BO là cộng với O, OP là ra AB. AB thì bằng DC, câu này đúng luôn. Như vậy gần như đáp án sai là câu D. Test lại câu D nhé. Nhiều khi câu A, câu B, câu C mình tính sai ở đâu đó thì chết. AO trừ BO là AO cộng OB. AO cộng OB thì ra AB. AB thì bằng DC. À, này là bằng CD. Cho tam giác ABC có trọng tâm G, trung tuyến M. Khẳng định nào sau đây sai? À, có hai khẳng định đúng rồi. Là OA cộng OB cộng OC thì bằng 3 lần O, OG. GA cộng GB cộng GC vector 0. Còn câu A với câu D thôi, không biết cái nào sai thôi. Hai chín nhé. Tam giác ABC có trọng tâm G, M là trung điểm, chia khúc thành 3 phần. AM bằng, thầy ghét cái dấu trừ là để lại thành dấu dương đi, bằng 2 lần GM, được không? Bỏ dấu trừ đi thì đổi lại nhé. AM bằng 2 lần GM. AM GM, hai vector này cùng chiều, có vị đúng nè. Về độ dài thì AM phải bằng mấy lần? 3 lần thôi. 3 lần mà đây nó bảo có 2 lần thì không đúng rồi. Được không? Rồi câu này sai rồi thôi. Tìm câu sai thì câu A sai rồi thôi. Rồi tiếp theo là cho vector A. Vector 2A cộng 3P có tọa độ là 2A thì bằng 2 nhân 2 lên nhé. 24. 3B thì bằng 9 với 10, 12 cộng lại là 11. 16. Được không? Được chưa? Như vậy bài giảng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Chúng ta sẽ hẹn gặp nhau ở đề số 7 nằm ở cuối trang 15. Xin chào tất cả các bạn.